Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không ạ? Mình là Phạm Minh Thu, học sinh của Học viện Ngân hàng. Mình đến từ Hà Nội. Mình mua đồ Innisfree cũng lâu lắm rồi và mình khá là thích đồ ở đây. Vâng ạ, có thể nói bạn Thu là một tín đồ của Innisfree. Không biết là ngày hôm nay thì bạn đã nghe được những thông tin thú vị của ngày khai trương ở đâu ạ? Mình nghe ở trên fanpage của Innisfree. Mình cũng hay theo dõi bên trên đấy để tìm các cái bộ sưu tập mới tình cờ mình thấy. Dạ vâng, là một vị khách hàng rất là quan tâm đến Innisfree từng hoạt động một. Vậy không biết là ngày hôm nay bạn đã lựa chọn được những sản phẩm gì cho mình rồi ạ? Hôm nay mình mua được phấn má kẻ mắt với cả một bộ sản phẩm mặt nạ của Innisfree rồi ạ. Vâng. Vậy thì trong quá trình sử dụng thì bạn yêu thích nhất dòng sản phẩm nào của Innisfree? Mình thích dòng mặt nạ cho núi lửa. Nó khá là làm sáng da, mình thích cái sản phẩm đấy. Dạ vâng, và xin chúc bạn Thu sẽ có một ngày mua sắm thật là tuyệt vời tại Innisfree Lotte Center. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Chào bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không? Mình là Tú Uyên. Thì có vẻ bạn cũng là một người rất là quan tâm và theo dõi Innisfree. Vậy không biết trong quá trình sử dụng thì bạn yêu thích nhất dòng sản phẩm nào? Nói yêu thích thì hầu như là mỗi sản phẩm đều có một cái ưu điểm riêng. Và hiện tại thì mình thấy khá là thích cái dòng sản phẩm tẩy trang của Innisfree. Nó không những tẩy trang sạch, làm sạch da mặt mà còn cấp ẩm một cái độ ẩm nhất định cho da. Và nó không làm da mình khô, và khi tẩy trang thì cảm giác rất là thích. Vâng, cảm ơn Tú Uyên rất là nhiều. Và chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Innisfree.